chào tất cả mọi người nha. Bây giờ tới cái chuyên mục là ăn đêm nha các bạn nha. Giờ nó cũng khuya rồi, bây giờ mình sẽ kiếm trong tủ lạnh thì có cái gì thì mình ăn cái đó nha. Đây nè các bạn ơi, bây giờ mình thấy trong tủ lạnh mình để trước có một gói mì cay các bạn. Cái mì rất là cay, thịt bò, lại trái cà chua. Đây cái này nha, mình đem mình chế biến lên ăn nha các bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu mình chế biến nha các bạn. Xách thịt bò ra nha các bạn. Đây, sau khi mà thời gian mình chuẩn bị thì coi này các bạn, xịn sò chưa? Đây mọi người, mình dùng cái nồi này để mình nấu nha. Cái nồi này các bạn xịn sò chưa, mình đầu tư nguyên khoảng một cái nồi luôn này. Giờ mình tiến hành cho nước chưa nha các bạn, để nấu nó sôi lên để cho mì vô. Đó, nấu mì trong cái nồi nhỏ nhỏ xinh xinh này nha các bạn. Nước bắt đầu sôi đó. Trời, hấp dẫn quá. Mình sẽ cho rau trước cho nha các bạn. Mình quay khó nha các bạn thông cảm. Đó, bỏ con vô đây nó chín luôn nè. Đó. Bỏ chút xíu mình sẽ nướng sau. Để tôi còn bị nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xé cái phần mì này ra nha các bạn. Đó, thấy không? Phần mì này cộng nó rất là bự luôn các bạn. Cái này mình nghĩ chắc là nấu nó rất là lâu chín luôn á. Dặn quá. Rồi nó bắt đầu mềm rồi nè các bạn thấy không? Giờ mình bắt đầu mình cho gia vị vô nha, cho cái phần gia vị vô rồi xong mình sẽ ăn. Nó cho mình hai cái gia vị này, nước nó đã đỏ rồi nè các bạn. Nè thấy không, đỏ chết luôn, rất chữ rất là cay luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho thịt bò vô nha các bạn. Sau đây là thành quả nha, mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Mình cùng trải nghiệm thử nha. Thử miếng nước nó cay nha các bạn. Thử miếng nước nó cay nha, mời các bạn nha. Nó rất là cay luôn các bạn. Làm cái tuyệt vời nha mà. Cộng mì rất là béo luôn. Nó không giống như cộng mì bình thường mà.
ngon các bạn. Mì thầy này cái nó không kiểu như là nó làm mì hạnh đó, không phải chua cay luôn mà không chua. Các bạn cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye.